Hôm qua, Chủ tịch nước và Văn Thượng đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Lodolin đang thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc, khẳng định Việt Nam trước sau như một, đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, Chủ tịch nước đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga về hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư thời gian qua chưa được như mong muốn, nhưng đó đã là nỗ lực và cố gắng của cả hai bên trong bối cảnh và tình hình có nhiều khó khăn. Thời gian tới Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao, bởi việc gặp nhau để trao đổi, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn là rất quan trọng và cần thiết đối với những người bạn lâu năm chí tình, chí nghĩa chủ tịch nước mong muốn hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh khoa học công nghệ giáo dục văn hóa và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới